Xin chào cô chú, hôm nay tôi xin giới thiệu với các cô chú một số giò có tên là hạt vị Sakura. Đây là mặt hoa hạt vị Sakura cô chú, hoa rất là đẹp, bông to. Sau đây tôi xin giới thiệu một số hình cây của nó. Mã số 1 có giá là 1 triệu cô chú, rất là nhiều thân. Giờ thì có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 thân. 17 thân lớn nhỏ. Thân rất là mập cô chú, rất là to luôn. Đây, thân rất là to. Giờ mã số 1 rồi có giá là 1 triệu cô chú. Em đó là bài sớm mai. Tám trên 50.000 mã số 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12 thân. Cộng dài nhất của nó được khoảng 60 xăng. 850.000 vào mã số 2. Bà có giá tiền là 850.000. Có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, nè, 6, nè, 9, nè, 11 thân. Ở bên đây thì có 2, 4, 6, 8, 10, 12 thân. Tổng cộng là 23 thân lớn nhỏ. 850.000. Rồi mã số 3. Số 4 có giá là 1 triệu 2. 1, 2, 3. Đây một thân bị gập cô chú. 4 nè, 5 nè, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 thân lớn nhỏ của chú. Có giá là 1.200.000. Giờ mã số 4. Giờ mã số 5 có giá là 800.
2 3 4 5 6 7 8 9. 9 thần. Ở bên đây thì được 2 4 6 8 10 11 thần. Tổng cộng là có 20 thần lớn nhỏ của chúng. Có giá tiền là 800.000. Hạt quỷ Sakura mã số 5 800. Số 6 có giá là 700. 2 4 6 8 10 11 thần. Mã số 6 700.000. Thân rất là to luôn của chú. Thân này nó dài được 65 cm là cộng dài nhất á. Mã số 7 có giá tiền là 550.000. 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 thân lớn nhỏ. 550.000. Rồi mã số 7. Đây giờ mã số 8 của chú. 2 4 6 7 8 9 thân. Bên đây là 2 4 6 8 10 11 thân, tổng cộng là 20 thân lớn nhỏ. Mã số 8 có giá tiền là 850.000. Cộng dài nhất là được khoảng 40-50 cm. 850.000. Giờ mã số 8. Mã số 9 850.000. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 4 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 thân. Trong đó có 2 thân bị gập nhau chú, còn tính chỉ đến 22 thân thôi. Cộng dài nhất là được khoảng 35 40 cm. Mã số 9 850.